Hello, xin chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin cuối ngày các bạn. Chúc các bạn có những giây phút giải phúc, trí bên gia đình người thân được vui vẻ, trang hòa và hạnh phúc. Vâng, trong chuỗi video tiếp theo thì mình sẽ có một câu đố với các bạn đấy. Đố các bạn đây đã đâu? Chút xíu khi mà kết thúc video này, các bạn coi từ đến cuối luôn nha. Thì mình sẽ bật mí cho các bạn biết đây là ở đâu. Vâng thì nói chung á các bạn giờ mà qua thì mình nghĩ là các bạn biết đây là nhà hàng thôi đúng không? để trước mặt các bạn đó là những cái gì cái món chấm đó các bạn người ta không thể làm dùm mình món chấm đó các bạn cái món mấy cái món niêm miếm này mình phải tự làm đó mình thích thêm cái gì thì mình thêm cái đó mình thích ăn cái gì thì mình bỏ cái đó và mình bật mí các bạn là trong nhà hàng này là nhà hàng buffet bạn thích ăn cái gì thì bạn gọi cái đó Bạn thích ăn cay thì bạn bỏ ớt vô nhiều Bạn thích ăn mặn thì bỏ nước mắm vô nhiều Vâng Chủ đề mình đang nói đây Mình rất thích dùng cái từ mà nghĩa bóng các bạn Nó bóng nó gió để các bạn hiểu Để tránh gây vào trạng thái mà à, à, Kích thích du lận à, Liên quan du lận không có Các bạn tự hiểu nha Ok Bữa nay mình cũng rất là vui khi mình được mời đi ăn của nhà hàng nhà này đây chắc là có một số người không biết các bạn giống như những cái tin mình đưa cho các bạn một số bạn đi từ đầu đến cuối trong bản tin mình sẽ hiểu được ý nghĩa những video khùng khùng điên điên của mình chơi chữ bắt bóng gì đó chơi chống mắt chữ đó một số bạn không hiểu thì thôi các bạn cứ thoải mái ném đá cuộc sống mà có quyền thì mình cũng mới nhận được cái video cũng nói chung là bận quá không đưa tin được bây giờ mới ba mới mới rảnh nên trò chuyện với các bạn một tí là có một cái động thái rất tích cực tích cực là cái sự mà mình đọc được bằng nhiều bản tin trên 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 uh, youtube đó là, là, là tình tin sức bồng lai like. À có một chuyện biến mới nữa đó là tình sức bồng lai like đã mời luật sư vào cuộc đó để nấu để trần tình lại trần tình lại những cái gì mà người ta người ta nó không đúng về họ hay là người ta nói sai thật về họ gì đó nó thì các bạn có thể là tìm hiểu thêm ở trên mạng nhưng mà mình nghĩ cũng 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 giống như cái chủ đề mình đưa ra thôi có duyên là ai cũng thương tôi có duyên cho dù à, tôi có bị gì chẳng nữa nhưng mà mọi người vẫn thương một số một số cái youtube tôi thấy đa số luôn đều có cái động thái là thương mến thức bồng lai like, không muốn chấp nhận sự thật về pháp bồng lai like đó và có những phát ngôn của những người rất nổi tiếng không hay về tin thức bồng lai thì thì nói chung là mình là người đi vô nhà hàng mình ăn người ta cho mình ăn món gì thì mình ăn món đó nhưng nếu mình thích có thể là mình mình không ăn món đó mình ăn món khác mình có quyền và mình có quyền nói nhưng tôi cũng cũng nhắc nhở các bạn một điều đó là là là, là mình có thể là nấu cho đã miệng mình đã miệng mình luôn nhưng mà nói đi đúng sự thật thì không sao nó mà lấy kích, kích kích thích mà quan dư luận là không xong nha các bạn đó thì cái ý nghĩa của video này thì mình cũng muốn các bạn hiểu rằng trong cuộc đời chưa biết trắng đen chưa biết gì cả thì giống như mình thôi đuổi hình bắt bóng ok đó thì tết đến xuân về thì à, vô cái nhà hàng này thì mình có thấy là rất là nhớ những cái 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 thiên thần nhỏ các bạn. Những cái 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 cái, cái chú tiểu đó. Không biết giờ này mấy chú đó như thế nào. Rồi một ngày nào đó có thể là mấy chú này có để hưởng thụ. Có thể vô cái nhà hàng này một lần để cho biết không. Vâng, thì mình chỉ đi sơ qua bản tin bữa nay hôm nay thôi. Các bạn muốn tìm hiểu nữa thì các bạn hãy lên mạng tìm hiểu nhé. Mình sẽ dẫn chứng một số đường link ở dưới video này. À, cuối video mình cũng xin chúc tất cả các bạn những ai yêu mến à, cái, cái thật cái đẹp luôn luôn có nhiều sức khỏe có nhiều thành công Tôi xin cảm ơn